Sống được 30 năm rồi tôi mới biết khẩu trang còn có những công dụng như thế này. Một, khẩu trang đã qua sử dụng đừng vứt đi vội, bởi vì nó còn có thể tái sử dụng. Dùng kéo cắt một bên đầu khẩu trang, cho xà phòng vào và thắt nút, treo lên và nước sẽ giúp bạn rửa tay dễ dàng. Bỏ vào thùng xả để xả bồn cầu sẽ không còn mùi hôi. Hai, cắt đôi khẩu trang, cho vài lát tỏi vào phương thái chỉ và ít hạt tiêu, thêm vài giọt dầu gió, sau đó đem đi treo trong nhà, nhà bếp một cái, nhà vệ sinh một cái, như vậy sẽ không còn muỗi và ruồi nữa. Ba, cắt một bên khẩu trang, cho một thìa gạo vào, thêm hạt tiêu, tàn thuốc và buộc nó lại. Gạo có thể hút nước, thuốc lá có thể khử trùng, hạt tiêu có thể xua đuổi côn trùng. Đặt một cái ở tủ, giúp xua đuổi côn trùng. Tủ lạnh cũng đặt một cái, khử mùi và khử trùng. Cho một cái vào giày, giày sẽ không còn hôi nữa. Bốn, cho khẩu trang vào đầu sâu của máy sấy, thêm đầu chai nước đã được cắt, bật máy và để vào khe cửa sổ. Như vậy khi cửa sẽ được làm sạch dễ dàng. Follow mình để biết thêm nhiều mẹo hay khác nhé.